Bác thì kia vào đấy. À quên không gắn thẻ nhỉ. Cho thêm than vào. Ngon rồi. Mình mời bạn bè thôi. Quạt đấy đi Viễn. Không phải như thế. Gắn thẻ cái nào nhỉ? Đây, chúng từ từ có nghe. Đây chia sẻ. Mời bạn bè. Gắn thẻ mẹ phải gắn từ đầu. Đúng quạt thổi này. Đá. Em nó rơi ở đâu? Đâu rơi trên này. Mưa gió nhà em chỉ có hay ăn cắm bụi cắm đi, cứ cắm đi để sơ ta tránh ra nào. Có ai ăn cánh gà nướng nào, chân gà nướng nào, cá nướng nào? Chào cả nhà yêu, ai ăn cánh gà nướng không? Hay ăn xương xoăn vào bếp. Còn một cụ than đầu trước rồi. Chào 500 anh em đang vào xem, đang vào trên đường live của Nguyễn Chín nhá. Em đang nướng cánh gà đấy cả nhà ơi. Cánh gà rất ngon. Đấy. Sắp chín rồi. Sắp chín chưa? Sắp chín chưa? Chị. Thanh Hưng ăn cánh gà nướng không? Về quê ăn cánh gà nướng chân gà quê nhá. Cánh gà quê. Em chào cả nhà yêu, chào 11 tình yêu đang vào Đào Mạnh Hùng. Lên luôn đi. Ai ăn cánh gà ship, cánh gà nướng nào để em ship đến tận nơi. Hay ăn xương xoăn vào bếp. Mưa gió chỉ tìm cái ăn. Đây là đùi gà nướng nhé cả nhà yêu nhá. Đấy, đùi gà nướng. Gà quê em đấy. Ông Dung ngon không? Còn que là ông Viễn mới tìm được. Lê Bảo à, ngon quá bạn ơi, ngon cực kỳ luôn. Ăn nhiều thì con vừa lật rồi. Thời Covid này mình ăn này để cho nó giảm chế độ Covid. Lấy cái xiên này. Xiên nhà đây. Xiên nhà này. Cắm con cá vào không được lắm. Chạy ăn cá bố. Chạy ăn cá không chạy được. Thôi ăn ít thôi em ạ. Ăn ít thôi Hồng ơi, chẳng có dạo này béo ú rồi. Chống Covid thì càng ăn nhiều. Qua cái đợt Covid này lên mấy cân. Tăng mấy cân thịt. Ngon không Minh Anh? Hai này cái ui thơm nức luôn. Ngửi đến mùi thơm. Mùi thơm của cánh gà. Đây nướng bằng than hoa nha cả nhà yêu nhá, rất ngon. Ngon cực kỳ luôn. Cái này mình phải xô xê ra Viên ạ. Trong tủ vẫn còn đấy. Còn gì? Anh ơi ngâm cái túi đùi ếch nha. Thôi Viên. Bao nhiêu cánh phải được 2 đĩa rồi. 3 ăn cá nữa. Anh Thi ơi, có ăn cái này không? Thôi, không ngâm đâu. Thì Hà Nội nó bán 25.000 cái này. Cảnh nhá. Ăn không về đây, bà cho ăn này. Em chưa ăn trên này bao giờ. Ngon cực kỳ luôn. Đấy, bà thích ăn nướng kiểu than này này, này mới ngon này. Than cháy quá hả? Không, vừa. Bên Nhật có cái này không? Lấy cho 2-3 cái xiên chọc vào đấy cho nó chảy nước ra nghỉ. Về đi bà Phần này, bay về luôn hay là bà gửi tao bay giấy cho sang tận Nhật luôn. Mẹ cầm con cái cho lên. Anh cho cái này. Thì vương nhất cái này lên. Tưởng Nhật gì nhưng Nhật Tân một phút mốt. Tân đâu? Mà Lan xin cả. Rồi đẹp rồi. Quá mày. Rơi cả điện thoại của mẹ ở đây. Sao ơi. Đi bồn nữa tử tế. Đâu, cá nó vẫn nhảy. Cá nó nhảy nó lần rơi. Thôi bố. Bà Lan xin chào em. Ông cho bé lửa đi thì cháy rồi kìa. Bố cho ra cho cá đi. À, này con Nhung cầm cái cá. Đây cả nhà em mưa gió này đang ngồi quây quần nướng cá. Nướng chân gà, cánh gà. Bố thả cái cụ than này đi. Rất ngon. Anh bỏ cái kia đi.
Không có cháy đâu nha cả nhá. Anh nướng hơi bị khéo, nếu mà anh nướng thì khéo lắm luôn ấy. Đây, này hơi ấy rồi này, hơi chỉ cháy rồi này. Không cháy đâu. Hương Giang ăn không? Thế con mới bảo là cái này nó chỉ... Em chào anh Điền. Lưu diêu nhỏ cái kia thôi, xong rồi nó chín là trong cái này anh chín lắm. Anh ơi, mưa gió này là phải ăn. Ăn để còn chống Covid. Chào 15 tình yêu đang vào tương tác cùng em nướng chân gà, cánh gà. Nguyệt Mướp, cô Nguyệt Mướp xuống đây ăn cánh gà. Sao thế tháo thì nhỏ không có làm nào. Cô Nguyệt ăn cánh gà không? Mẹ làm. Hả? Mẹ chỉ có nấu canh thôi. Mẹ chỉ nấu canh. Luộc, lần trước con luộc á nhở? Ngon quá, em nhìn thèm quá. Thì em mới xuống đây. Sao nhìn nó không được đẹp như ở ngoài nhở? Ở ngoài đẹp hơn bởi vì nó khói lên. Và điện thoại này nó mờ. Ngoài nó đẹp nhở, màu đẹp thế. Và điện thoại mờ mờ. Này, chị Mai Lý em chào chị yêu. Ờ đúng rồi. Ừ, cả nhà em đang ngồi. Nguyệt ơi, Nguyệt, 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 Nguyệt Mướp, Nguyệt Mướp nhìn ơi. Cô Nguyệt. Bảo Nhung ngồi xuống. Bố. Bố để chim dịch nào bố. Đi ở đâu con. Ở ngoài màu đẹp thế mà à mình quay này mình tối. Bật flash lên. Ai bảo mẹ mình vào lát ở đấy. Ờ à, đúng rồi. Đây này. Đúng thế này nó mới có da màu của nó mới đẹp. Đây là chân cánh gà nướng mật ong siêu ngon. Siêu ngon khủng đồ của bà Nhung Vlog. Bà Nhung Vlog đã béo ú rồi nhưng mà chỉ đến cái ăn. Bà Chín không ăn à? Bà Chín chỉ mút thôi, bà Chín béo này, bà Chín chỉ mút thôi. Chỉ mút thôi. Đây là Nhung Vlog chuyên cánh gà nướng. Thu Huyền xin chào em gái. Em ăn cánh gà nướng không? Nhà chị mưa gió này ăn này để chống bà, Covid. Bà Tân Vlog thì bà gầy, bà Nhung Vlog thì bà gầy hơn bà Tân. Bà Nhung Vlog béo như con Tịch. Nam ôi. Phương xin chào em gái. Hết rồi đúng không? Có ai cánh gà nướng không nào? Mà quên nhỉ. Hôm nay sinh nhật đâm ra à, sinh nhật con nó lại nướng cho cánh gà ăn này. Lại béo cu cu. Anh đẩy củ than to kia vào trong này để nướng cá. Từ từ nướng xong cái này thì đã. Em Thu Huyền ơi, ăn cánh gà không? Về Phú Thọ ăn cánh gà với chị đi. Cái này chín rồi. Thôi cái này chín rồi, đừng ngoái nữa. Đừng nướng quá mà nó không ngon, vừa thôi. Này mẹ. Ngồi đấy cầm rồi tắt. Còn che tươi không ở kia? Cái tươi gì? Có bọn lấy ra ấy. Trang cứ măn không? À còn một cái trong giờ. Cầm ra bỏ bố mình. Còn chiên hay là... Không, không cái nguyên trẻ ra. Ha ha, bà kẻ ơi, bà kẻ, bà kẻ ơi. Bà kẻ em chị Trang về đi. Trang xem kẻ đâu. Bà kẻ đây. Mình thích con gái nhầm trà. Bà to như thế mà bà kẻ. Bà bé nhất nhà đấy. Ăn thử ăn nhỏ. Dạ, cá. Nhà đấy. Nhạt cái gì thì có cái chấm. Đương nhiên. Thì có cái chấm ngon. Được rồi đấy. Chấm hết cả. Nó phải nước chấm mà. Cái pha đi chấm chưa? Chưa. Để xuống đi. Chưa chấm đâu. Pha đi. Đấy thì mẹ bảo con một cái đấy thì. Chị Ngọc Kim em chào chị. Không, cái ở trong nhà cơ. Cái hẳn bằng tre cơ, bằng chị ấy này còn lâu mới được ăn. Em chào chị nhá. Cái cá này nướng được, đầu nướng được, chân gà này ăn. Ô, còn hai cái sống nữa. Hai cái sống nữa. Mẹ ăn lâu. Không, cái này chỉ ăn chỗ này ngon. Chỗ này làm thịt. Em chào cả nhà yêu nhá. Chúc cả nhà yêu có một buổi tối ăn ngon. Ngon miệng. Cùng với em cánh gà. Đấy, em vừa lẹt luôn này. Dầu rán vào đây không nhỉ? Vào lấy cái xiên.